Xin chào các cô chú anh chị đam mê hoa lan, em là Phong. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video giới thiệu về cái việc mà vì sao các anh chị nên xử lý gỗ trước khi ghép lan rừng. Thì hầu hết các anh chị khi mới chơi lan thì thường bỏ qua cái bước này, cứ đi ra ngoài mua một miếng vú sữa như thế này về và ghép lan lên, không xử lý gì hết thì nó sẽ xảy ra một cái số bệnh nấm đó. Nên là đó là lý do vì sao các anh chị cần phải xử lý cái gỗ vú sữa của mình cho thật tốt. Nếu mà các bạn đã xử lý tốt cái gỗ của mình thì cái cây lan của bạn nó phát triển sẽ rất là tốt, và các bạn sẽ nhìn cái rễ nó đi rất là tráng. Cây lan mà các bạn để ý, mà chỉ cần các bạn nhìn thấy cái rễ lan nó tráng như vậy, có nghĩa là cái rễ lan nó rất là khỏe, và cái miếng gỗ của mình, cái miếng gió thiệu của mình rất là tốt đó. Và các bạn có thể bổ sung phân cho nó để cho kích thích tăng trưởng của cây lan của mình. Và còn tương tự, nếu mà các bạn không xử lý nấm, không xử lý gỗ của mình, thì các bạn sẽ gặp một cái trường hợp, đó chính là rêu, bị rêu và bị nấm. Thì thường các bạn sẽ gặp rêu khi mà cái miếng gỗ của bạn không xử lý, thì cái rêu này nó rất là nhiều. Trong quá trình các bạn trồng lan thì thời tiết nắng nóng và các bạn tưới nước hàng ngày như thế, thì cái việc mà lên rêu thì nó sẽ gặp ở bất kỳ các cái gỗ nào mà nếu mà các bạn không xử lý. Thì mà khi mới ghép như thế này, mình ghép được khoảng tầm vài tháng thì rễ nó vẫn phát triển tốt, nhưng cái lúc này là cái lúc nấm bệnh nó đang lên. Chính vì vậy mà một thời gian nữa nếu mà không kịp xử lý á, thì mình sẽ cái cây của mình, cái rễ của nó sẽ tự động khô và chết lần. Do vậy mà cái này mình sẽ xử lý nó sau, nhưng mà mình để như thế này và để mình làm một cái clip này cho các bạn. Thì thông thường các bạn mua cái lát vú sữa này ở ngoài các tiệm bán hoa lan thì người ta bán rất là nhiều, nó tầm 20.000 một miếng. Thì khi mà các bạn mua cái gỗ vú sữa này về, mình khuyên các bạn nên chọn cái miếng gỗ nó đã khô rồi nha. Khi này họ bán rất là nhiều, họ xét lát họ bán rất là nhiều. Nếu mà các bạn chọn cái miếng gỗ nó tươi á, thứ nhất là nó nặng cái giòn của mình, thứ hai á là cái gỗ đó nó còn mủ trên cái miếng gỗ rất là nhiều. Khi mà các bạn ghép lan vô thì cây lan mình phát triển rất là khó, và cái nấm xanh này lên rất là nhiều, cái rêu xanh này lên rất là nhiều. Nên là mình khuyên các bạn là nên thứ nhất là các bạn phải chọn được cái miếng gỗ vú sữa là miếng gỗ khô, còn khô còn tốt. Còn cái việc mà các bạn hách miếng khô rồi thì các bạn có thể chọn miếng tư, thì chọn miếng tư thì ghép lan nó không có tốt bằng cái miếng gỗ khô nha các bạn. Và làm thế nào để xử lý cái nấm bệnh này? Thì các bạn ra tiệm bán phân thuốc cho lan, các bạn hỏi người ta cái chai thuốc là Benkona. Thì cái thuốc Benkona là nó tiêu diệt nấm bệnh rất là tốt, xử lý nấm bệnh và phòng ngừa nấm bệnh rất là tốt. Thì các bạn hãy ngâm trong cái Benkona đó, các bạn hãy ngâm trong Benkona khoảng 1 ngày 2 ngày thì còn tốt. Hoặc các bạn có thể ngâm trong nước vôi bột, vôi mà người ta rửa ruộng á, các bạn sẽ hòa nước và các bạn ngâm miếng gỗ này trong đó 1 ngày 2 ngày gì đó. Thì việc bạn ngâm như vậy thì nó sát khuẩn cái miếng gỗ mình rất là tốt, và lần sau mình ghép lan thì cái việc mà lên nấm lên rêu như thế này nó rất hạn chế, là nó vẫn lên nhưng mà rất là ít. Và các bạn có thể sử dụng thuốc xịt phàng trong quá trình mà nuôi trồng cây lan của mình. Có rất là nhiều thuốc, như là mình hay dùng là cái có nhiều thuốc, như là mình thì mình dùng Hùng Nguyễn để phòng ngừa hàng ngày thôi. Còn đa số thì các bạn có thể dùng tắt rất là nhiều thuốc, nhưng mình thì vẫn dùng Hùng Nguyễn là chính. Rồi, thì có một cái tên thuốc mà mình vừa quay mắt, thì người ta lúc chiều mình có làm một cái clip nói về cái thuốc đó. Mình vừa quay mắt cái tên. Thì cái chơi đó thì nó chuyên trị cái đốm lá và cái rỉ sét nữa, thì các bạn có thể sử dụng cái thuốc đó. Nhưng mà mình thì có khi mà các bạn xử lý rồi thì các bạn đã yên tâm rồi, và các bạn chỉ cần tưới Hùng Nguyễn để kích thích ra rễ và tăng trưởng với cái cây lan của mình thôi. Thì các bạn nhìn thấy cái miếng gỗ này thì các bạn có thể thấy là nó đã hơn 1 năm rồi, nhưng mà các bạn nhìn thấy là nấm rất là ít, không có nấm, nó chỉ là cái miếng gỗ mà nó khô đen thôi, nó không có bị rêu nấm gì hết. Và cái rễ lan các bạn nhìn thấy nó đâm rất là khỏe luôn, đâm tráng miếng gỗ luôn.
Đó. Thì bây giờ cái cây lon của mình nó đã giờ như thế này. Các bạn thấy cái cây lon của mình nó giờ tầm khoảng 2 4 6 giờ khoảng gần gần 70 cm cái ngòm giờ nhất của mình này. Đó. Thì các bạn thấy là như cái bổ sung cái phân nó cũng rất là tốt. Phân phân là mình dùng phân dê nha. Nhưng mà trước tiên các bạn cứ chọn miếng gỗ khô. Và cái thứ hai là các bạn phải xử lý qua bentonite hoặc là Actonic. Thì các bạn đó là hai cái thuốc mà các bạn có thể sử dụng để phòng ngừa nấm bệnh. Còn trường hợp nếu mà các bạn làm cái gỗ trụ á, cái trụ gỗ mà các bạn mua cái gỗ của sửa trụ thì các bạn nên giữ lại cái vỏ này. Nếu mà các bạn trồng phi điệp thì các bạn nên giữ lại cái vỏ này nha. Tại vì cái vỏ này thứ nhất là nó giữ ẩm rất là tốt. Mùa nắng mà các bạn không bác cái vỏ này ra, có nhiều người nói là nên bác cái vỏ này ra để trong quá trình trồng thì nó không bị ban trát cái vỏ này và làm ra cái cây lon của mình ra. Cái đó thì cũng đúng nhưng mà các bạn nên để vỏ. Thứ nhất là khi mở ra rễ thì rễ nó đan với nhau, cái miếng vỏ này rất là khó mà rớt ra. Nên là các bạn mua bằng cái trụ á nha, với trường hợp cái trụ đó thì các bạn nên giữ cái vỏ này thì nó sẽ rất ít bị cái rêu xanh và cái bị nấm. Cái thứ hai là nó sẽ giữ cái nước giữ ẩm rất là tốt cho cái cây lon của mình. Và mình chắc chắn với các bạn là cái cây lon trồng trên cái vỏ này nó sẽ rất là tốt. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thì các bạn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo của mình nha. Và video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trồng phi điệp trong Nam thì gọi là giả hạt. Thì có những cách nào để trồng cái cây phi điệp này tốt ra giờ thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn trong clip tiếp theo nha. Xin chào các bạn.